nhảy thì rất là sướng và tự do. Em là Yayaterangi như vậy nè. Như chú ngày xưa chú nhảy không bằng con đâu, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ trên này phải có nhiều style. Em thấy là mình đã hết mình ở trong cái thử thách hip hop vừa rồi chưa? Mời quý vị đến với chương trình tổng hợp nhìn lại những khoảnh khắc vui nhộn và khó quên của vòng tuyển sinh, vòng bán kết và đêm ra mắt Top 20. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Yomos. Và người bí ẩn đầu tiên đã khiến ai nấy phải chú ý. Từ trang phục, động tác đến đường bạn đi, hãy xem bạn ấy có tận dụng được từng khoảnh khắc trên sân khấu để chinh phục người xem hay không. Bạn mời lên giới thiệu. Tao ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Âm nhạc bắt đầu. It's too late to follow trai. Hình dung trong vô thức em không thể biết em cần ai. It's too late to follow trai. Nhưng anh sao thật mong manh, tìm một hạnh phúc nhưng sao thật khó như khi yêu anh. Nothing in your eyes. Nothing in your eyes. Nhìn sâu đôi mắt em khóc đủ tại. Sẽ không còn là người em được thấy mỗi sớm mai. Chúc em an lành ngày mới và bên em cho suốt chặng đường dài. Phải chăng em đã muốn tìm về khóc với một ai? Sự thật với mình đi, anh đâu còn là trở ngại. Đừng quan tâm đến mọi người, mọi người phải sai. Vì anh là gì? Remix, remix. Nào tình cho ai? Nơi đôi mắt em đang tìm về ai? Nào tình cho ai? Nơi đôi mắt em đang đi tìm về ai? It's too late to follow track. Vũ đẹp như mơ đó anh. Là sao? Tên gì? Vũ đẹp như mơ. Vũ từ Hán Việt nó là nhảy múa đó anh. Bây giờ như này này, anh chị anh nên nhảy dance sport với bạn đi. Bạn đi đang mặc cái bộ đồ dance sport này. Em mặc đồ dance sport nhưng mà em không thích nhảy văn chi anh. À, và lúc nãy bạn chia sẻ một cái bài rất là ấn tượng và không biết có một cái thông điệp trong cái bài đó hả? Sao? Em đến với chương trình là bởi vì em muốn tạo ra một cái điều gì đó mới mẻ, nó bất ngờ, nó vui. Và thực sự là em muốn truyền đến cho mọi người thật là nhiều nhiệt huyết để tham gia chương trình nhiều hơn. Bạn này thấy quen cái động tác, cái nét, cái... Em xin phép bỏ mấy cái đồ này. Em muốn tạo ra một cái điều gì đó mới mẻ, nó bất ngờ, nó vui. Và thực sự là em muốn truyền đến cho mọi người thật là nhiều nhiệt huyết để tham gia chương trình nhiều hơn. Thank you.
chúng tôi rất vui và lại hình như cũng trẻ ra hay sao ấy. Trước giờ thì bác rất là đam mê nhiều thể thao, nhưng bác thấy là cái môn này là bác mê nhất. Chỉ có trẻ, không có già. Không bao giờ bỏ cuộc, everybody. Mẹ. Cho cháu hỏi một câu là các cô các bác tập cái bài này lâu chưa ạ? Kính chào các vị giám khảo cùng tất cả các vị khách quý và các vị thính giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, năm nay 63 tuổi. Chúng tôi thì luyện tập thường xuyên thì được gần 3 năm rồi, nhưng mà cái bài thầy giáo mới dạy này chỉ hơn tháng. 3 năm vừa rồi là các bác tập ở đâu ạ? Bác ở tập ở chỗ chín gốc ở cây bồ hồ. Cây chín gốc ở ngoài trời vào. Vì là cháu thấy là ở ngoài trời là các cô các bác cũng tập khiêu vũ rất là nhiều. Mà tập cái thể loại này thì cháu thấy là khá là độc đáo và đặc biệt. Lý do gì mà lại không chọn thể loại khác mà lại chọn thể loại hip hop này? Cái hip hop này tại vì nhảy thì rất là sướng và tự do. Và nhạc... và nhạc là các cụ cũng feel được. Đến cái tuổi như các bác như này mà vẫn còn nhảy được say mê và đam mê như vậy thì không có lý do gì như cháu hoặc là những bạn trẻ hơn có thể từ bỏ nhảy múa hay là khiêu vũ, đúng không? Và không khí ngày hôm nay đã thực sự là tuyệt vời, và tất cả bạn trẻ đây, tất cả khán giả đây, tất cả giám khảo đây, tất cả mọi người đều tôn trọng và đều nhiệt liệt ủng hộ cái màn trình diễn vừa rồi của các bác. Và xin cảm ơn các bác. Xin cảm ơn các bác và thông điệp hãy sống trọn từng khoảnh khắc quý báu của cuộc sống. Nhiều bạn trẻ cũng không chờ đợi và đến với chương trình để thử thách bản thân. Mình tên là Trương Nguyên Phú, năm nay mình 12 tuổi, mình đến đây nhảy với thể loại break dance. Mình tên là Trương Vĩnh Long, năm nay mình 14 tuổi và đến đây nhảy với thể loại b-boy. Con tên là Trình Anh, con năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ạ. Em tên là Võ Hiên Thúy và năm nay em 15 tuổi. Ngày sinh của em là ngày gì? Dạ là ngày 19 tháng 9 năm 1999. Thế tại sao mà biết đến chương trình này? Con xem trên TV. Xem trên TV xong thì có thích ai trên chương trình này không? Dạ có. Ai vậy? Dạ anh John Huy. Anh John Huy. Anh Đình Lộc. Thế con có thích được nhảy chung với anh Đình Lộc không? Dạ có. Bây giờ cô sẽ mời anh Đình Lộc lên nhảy với con nhá.
âm nhạc bắt đầu. Mà em nhảy hip hop như vậy là không hề thường. Bài diễn của em hôm nay rất là tốt. Và chị cũng không ngờ là với một cái vẻ bề ngoài như thế này, nhưng đến lúc bật nhạc lên bạn lại có thể, em có thể lột xác như vậy. Mệt không? Có hơi mệt ạ. Nhưng mà con nhảy chất, rất chất. Con rất là máu lửa, nhiều lửa luôn. Như chú ngày xưa chúng nhảy không bằng con đâu, chắc chắn rồi. Phú thì rất là tự tin, nhưng mà Long thì cần phải tự tin hơn nữa nhá. Thế và cô, các cô chú hy vọng là sẽ sớm gặp lại các con. Xin chào các con. Mình là Nguyễn Hoàng Linh, 17 tuổi. Mình là người Hải Phòng, hiện tại đang học ở nước ngoài được 6 năm rồi. Trước lúc mình nhảy là nó cuộc sống nó nhàm chán lắm. Ngày chỉ có đi học, xong rồi về làm bài, xong rồi lại đi học. Sau khi mà mình nhảy ấy, thì cảm giác nó như là biến thành một con người khác ấy. Mình tự tin lắm, mình thích cái cảm giác của mình giỏi một cái gì đấy ấy. Mẹ thì chưa tận mắt nhìn thấy mình nhảy bao giờ. Mà mình cũng không muốn mẹ thấy mình trên những cái sân khấu nhỏ. Nó cảm giác nó không được thích lắm. Mình muốn bụt một phát ấy, cho mẹ nhìn thấy mình ở trên sân khấu to luôn. Tính của em rất là đặc biệt. Tại lúc em đang đứng ở đây thì em là đang như vậy nè. Xong em lên sân khấu thì em rất là khác lúc em nhảy. Em nổi bật, em bùng nổ. Anh rất là thích cái bài của em. Anh rất thích. Em phải kìm cảm xúc xuống đã, em bình tĩnh. Bình tĩnh. Tại anh thích em không bình tĩnh nữa. Anh thích cái cách diễn xuất. Diễn xuất rất là quan trọng. Và có một cái anh không thích lắm là lúc em hát theo nguyên cái bài. Em lần sau không hát theo nữa đâu. Và trong cái bài jazz của em thì em thể hiện tốt, nhưng mà anh cần thêm kỹ thuật. Anh cần cái kỹ thuật rõ hơn. Nhưng mà là anh không có chê, anh đang góp ý vậy thôi. Tại anh rất, anh yêu em. Là anh chi anh? Anh có thích không? Anh rất là thích cái miệng của em. Khi mà em đứng trước micro em nói, nó rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Thế lúc em nhảy anh còn thích cái miệng đâu không? Còn lúc lúc mà em nhảy thì anh lại còn yêu cái miệng của em hơn. Vì là nó rất là mãnh liệt, nó thể hiện cái khao khát của em được nhảy múa. Thì theo anh thì anh cần em thử thách thêm
Chị cũng cần xem em thử thách thêm, nhưng mà thêm luôn bây giờ. Chị muốn em thể hiện một bài nghiêm túc nhất có thể. Em sẽ cố nghiêm túc ạ. Âm nhạc bắt đầu. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gold now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Em cố hay xưa em nghiêm túc? Không, thì nghiêm túc là một và đau khổ là cái khác. Cái đó là đau khổ, em đau bụng, em nhức đầu, em nhức tay, em nhức chân. Em vô giữa sân khấu giùm anh cần em thử thách thêm một lần nữa nhá. Một cái bài của ca sĩ Thu Minh. Âm nhạc bắt đầu. Sự ở cái bài thử thách này nó quá khó so với em. Đêm qua Tuấn Anh với cả Tuấn Linh có tập luyện nghiêm túc với nhau không? Rất nghiêm túc. Toàn là hip hop xong rồi lại đi múa đương đại. Các em cảm thấy là nó có ổn không? Em xem mà em có tập chưa? Dạ em có cảm giác rồi. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp, nhìn lại những khoảnh khắc vui nhộn và khó quên của vòng tuyển sinh, vòng bán kết và đêm ra mắt top 20. Chàng trai này lại thể hiện cá tính bằng thể loại reading mới lạ. Học B-boy lâu chưa? Dạ, được vài năm ạ. Vài năm là mấy năm? Dạ, 9 năm. 9 năm. Và với B-boy em có học mấy cái thể loại khác không? Dạ, em tập ít những thể loại khác, như house và popping đúng không ạ? Nhiều hip-hop? Dạ. Ở ngoài hip-hop? Ngoài hip-hop, em có xem những động tác của múa đương đại. Em xem mà em có tập chưa? Dạ, em có cảm giác rồi. Cảm giác? Chưa biết được không? Mời em. Âm nhạc bắt đầu.
Chị thì từ trước đến nay thì chị cũng nghe nhiều đến là con gái miền Tây thì hấp dẫn lắm. Thế nhưng mà hôm nay thì con trai miền Tây cũng hấp dẫn không kém. Và đặc biệt là đặc biệt là cái động tác mà xòe hoa như này này. Đấy. Chà, 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 chà. Em xòe hoa được thì giám khảo cũng biết xòe vé. Chinh phục được ban giám khảo bằng tính chất quái kiệt miền Tây của mình, hẳn là Nhật Trường đang nếm trọn từng khoảnh khắc thăng hoa mà cá tính rất riêng mang lại. Mời quý vị gặp lại ba cá tính nổi bật tại vòng tuyển sinh Cần Thơ. Em tên là Trần Thiên Khang, năm nay em 19 tuổi và em đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc em tập thì em hay mang giày, cái đó mình kêu mang giày cao gót đúng không? Dạ, dạ. Lúc em vào anh thấy em đi rất là cái kiểu catwalk đó, rất đẹp, rất hay. Và không biết là đi như vậy thì chắc mình phải tập nhiều. Anh muốn hỏi em có bao giờ đi giày cao gót trong nhà không? Dạ có. Có hả? Hay quá. Mẹ em hay la em về vụ đấy. Hình như đây không phải là cái lần đầu tiên em thi đúng không? Dạ đúng ạ. Đây là lần thứ hai em thi. Cái năm đó anh nói với em là cái tay của em giống như con cá lóc đập. Ok nhớ rồi. Em học đương đại lâu chưa? Dạ em chưa học đương đại. Em chỉ có clip và em tự biên. Hả? Em chưa học? Dạ. Tự tin không? Dạ tự tin. Ok. Mời em. Âm nhạc bắt đầu. Exercise. I wanna see you beat all your best times. And if you're lucky, I'ma teach you that to turn you blind. Chúc mừng em. Dạ thì năm nay cái tay của em không có nhìn giống một cái cá đập. Cảm ơn anh. Giống một bông hoa. Bông hoa. Hầu thì thay đổi một chút xíu. Nó có mấy phần nguyên cái cơ thể của em nhìn giống một con cá đập. Mà anh thích mấy cái phần đó. Yeah. Anh rất thích. Dạ cảm ơn anh. Em tự học, em tự tập. Dạ. Yeah. Không có ai dạy em. Dạ. Để anh hỏi lại. Em tự học và em tự tập và không có ai chỉ cho em, dạy cho em. Dạ phải. Theo anh thì anh muốn em bay vô vòng trong. Vì tự tập múa, Hà Lộc đã chứng minh nếu đam mê và hết mình trong từng việc mình làm, ai cũng có thể chiến thắng. Một trẻ, một không trẻ, nhưng họ rất giống nhau. Chào ban giám khảo, em tên Nguyễn Huy Hoàng. Em năm nay cũng là già rồi, 23 mà ngược lại.
À, em tên là Nguyễn Hồng Phúc, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em qua đủ tuổi rồi thì tại sao em lên đây thi? Tại em nhớ trong chương trình năm ngoái thì em có coi một người 34 tuổi và cũng nhảy vì niềm vui nên em thấy vậy nên em nghĩ tham gia để có thêm niềm vui và có thêm kinh nghiệm sống. Và hôm nay em nhảy thể loại gì? Dạ, hip hop. Có người nào giúp em không ha, giáo viên ha? Dạ không. Ủa thì em học ở đâu? Dạ em học với cái máy Xbox và cái Kinect. Cái đó nó sẽ hướng dẫn mình nhảy theo các điệu. Thì em là hip hop Xbox. Dạ, cũng có thể gọi vậy. Dạ, 13. Anh chờ bài của em. Rất muốn xem. Âm nhạc bắt đầu. Sao vô tâm nhìn anh đứng trong cơn mưa, giờ đã hết em bước đi chẳng đắn đo, mỗi người một hướng đi cho mình. Xbox à? Ừ. Nhưng mà chắc phải chuyển thành hip hop boxing. Đúng rồi. Không, nhưng mà có lẽ phải cho tôi đứng lên để trân trọng bạn. Bởi vì là hôm nay bạn lên sân khấu và nhắc chúng tôi một điều rằng là tuổi già đã đến, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng không nên vì thế mà không nên nhảy múa nữa, mà phải cũng trân trọng từng giây từng phút đối với mình. Và đấy là cái bạn đã làm ngày hôm nay. Thì mặc dù bạn có hip hop mà hay là boxing hay là gì đi chăng nữa thì đấy là một điều tuyệt vời, và bạn hết mình trên sân khấu và nhảy với một niềm vui. Anh nghĩ là nếu mà có một cuộc thi nhảy nào năm nào phải mời em đến, bởi vì là em truyền đạt một cái thông điệp nó rất là hay đến mọi người, hiểu không? Già đến mấy vẫn phải nhảy, đúng không? Và hẹn bạn một năm sau thì bạn sẽ đương đại Xbox nhá. Dạ rồi, cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn mọi người cổ vũ cho Hoàng. Phúc, cái bài cô em nó cũng hay, rất hay, nhưng mà nó ngắn quá và nhiều động tác rất là đặc biệt. Tại anh cầm, anh muốn thêm. Thực ra thì là bởi vì là cái bài của em rất là hấp dẫn nên là người ta muốn xem nhiều hơn nên là cảm thấy ngắn thôi. Nhưng mà nói chung trong nghệ thuật ý, cái gì hay ý thì cho vừa đủ thôi. Đúng rồi. Johnny cứ thích quá là đúng tràn rồi ra. Đúng rồi. Mà mình có cho bạn Phúc thử thách thêm ông trong vòng bán kết. Bán kết. Dám thử nghiệm cái mới trong điệu nhảy và thành công, Hồng Phúc sẽ tiếp tục đem cá tính độc và lạ của bạn tiến vào vòng trong. Hôm nay chơi với trang phục này, trang điểm như thế này thì em mang đến một bầu không khí rất là funky và disco, rất là thuần quá. Các bạn hãy đón xem nhé, 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 nhé. Âm nhạc bắt đầu. R-E-F-E-C-T. Everybody, come on.
Vâng. Những giây pháo tay của mọi người thì làm cho mình rất là vui. Cảm giác rất là đã. Chưa chắc mình được đi hết chương trình, nhưng mà nếu như có được đi hết thì mình phải thiên biến dạng quá, tại vì mình đâu có thể nào giữ một cái style duy nhất này được. Trong chương trình này phải có rất nhiều style. Yeah. Ủa, cái giày của em là cao bao nhiêu? 1 tấc 2. Ồ trời, 12 phần. Làm một kỹ thuật đá chân em nhìn lên đây chị xem. Âm nhạc bắt đầu. Sửa cái bài thử thách này nó quá khó so với em. Đêm qua Tuấn Anh với cả Tuấn Linh có tập luyện nghiêm túc với nhau không? Rất nghiêm túc. Toàn là hip hop xong rồi lại đi múa đương đại. Các em cảm thấy là nó có ổn không? Không phải mưa là của em. Đang xem chương trình tổng hợp, nhìn lại những khoảnh khắc vui nhộn và khó quên của vòng tuyển sinh, vòng bán kết và đêm ra mắt top 20. Âm nhạc bắt đầu. Thử thách hip hop không hề đơn giản mà gây khó khăn cho khá nhiều thí sinh. Một số bạn không thể theo được động tác biên đạo và hoàn toàn nhảy tự do trên nền nhạc. Sao, Tuấn Linh, em thấy bài thử thách em thực hiện ra sao? Em thực sự cái bài thử thách này nó quá khó so với em, hoặc em không thể làm theo được. Quá khó hay là em lười tập? Em cũng có tập, về nhà em cũng có tập nhưng mà quên. Thôi mời cả Tuấn Anh lên luôn. Đêm
qua Tuấn Anh với cả Tuấn Linh có tập luyện nghiêm túc với nhau không? Rất nghiêm túc. Như bọn em là e-boy, nhưng mà đứng theo kiểu này cũng vừa mấy vài người kia ở trên kia là đang đứng trên kia làm được. Rất nghiêm túc. Ok, hai bạn rất nghiêm túc, dắt tay nhau ra về, hẹn gặp lại năm sau. Em thấy là mình đã hết mình ở trong cái thử thách hip hop vừa rồi chưa? Em thấy mình không có cố gắng trong phần này. Đang đội ngược xong biệt lại xoay ngược lại là sao? Em thấy ngại ạ. Em ngại gì? Bởi vì em cảm thấy bài đấy em không cố gắng. Và em thực hiện cái bài đấy không đạt. Và thử thách cùng bước nhảy thì không dành cho những người không nỗ lực và cố gắng. Em dừng cuộc chơi ở đây nhá, cảm ơn em. Ở thử thách ra, vì không đủ thí sinh nữ nên nhiều bạn nam phải bắt cặp với nhau để luyện tập và thi đấu. Có một vài kỹ thuật rất cực kỳ khó, và đối với những người nam nữ đã khó thì đối với hai người nam và nam như tụi mình thì nó là một vấn đề cực kỳ nan giải. Cái đoạn đấy thì mình sẽ thay bằng cái đoạn sáng tạo riêng của hai bọn mình và nó sẽ hay hơn. Có rất nhiều cách kết hợp luôn. Bọn em có cực nhiều cách kết hợp. Dù có gặp đôi chút khó khăn trong luyện tập, nhưng những cặp đôi hoàn cảnh này đã thể hiện thật hoàn hảo và khiến cả khán phòng bùng nổ. Vai trò là nữ trong cái bài thử thách vừa rồi. Chúc mừng ba cô gái các em được vào vòng trong. Và sự thành công của ba cô gái sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi sự hỗ trợ của ba chàng trai. Chúc mừng ba chàng trai. Em đã bao giờ tập ra chưa hay là em nghiên cứu về nó không? Dạ, đây là lần đầu tiên em đụng thế ra. Đó là cái lý do mà em cần phải một năm nữa để nghiên cứu về tất cả các thể loại khác nếu như em tiếp tục thi vào năm sau. Dạ vâng ạ. Phan Xuân Tuấn Đạt. Em ở trong ranh giới mong manh nhưng mà em đủ để vào. Xin mời em. Xin mời hai bạn còn lại. Chín mươi cân mà bạn nhảy BM rất là nhẹ nhàng, đó là một điều tuyệt vời. Một cái sự duyên dáng của em cộng với sức mạnh của bạn làm cho khán giả bùng nổ luôn. Vì vậy mà hai em rất xứng đáng để vào vòng trong. Xin mời. Mọi sự thành công đều nhờ vào Zit. Nó tuyệt vời, xuất sắc. Cả hai.
Mình là người cuối cùng cho nên những bạn còn lại mà không ai chọn thì là sẽ gom lại một nhóm như tụi mình. Có nghĩa là những người là người ta không có coi trọng tụi mình lắm, nhưng mà tụi mình đã cố gắng hết sức để mà khẳng định lại cái khả năng của tụi mình, để mà cho các bạn thấy là tụi mình là ai. Tác phẩm của các em? Dạ là tất cả bọn em ạ. Và khi anh nhìn vào đây là hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, toàn là hip hop. Xong rồi lại đi múa đương đại. Các em cảm thấy là nó có ổn không? Dạ tụi em không biết ban giám khảo nghĩ sao mà tụi em cảm thấy rất là đã ạ. Và khán giả có thấy đã không ạ? Khán giả thấy đã, các em thấy đã, chúng tôi thấy rất là đã. Vì vậy các em phải phát huy nó ở trong vòng sau. Chúc mừng tất cả các em. Ở thử thách đương đại, bài diễn đòi hỏi nhiều sức lực và một số thí sinh đã gặp chấn thương. Nhưng họ luôn bên cạnh, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Lúc này mới thấy được tình bạn gây dựng trong 4 ngày ngắn ngủi nhưng thật quý giá. Còn tụi em rất là nghiêm túc trong cái bài này thì anh cần tụi em tìm cái bạn bạn cặp là ôm nhau, thực sự là ôm nhau. Em lặng, nhắm mắt và cảm nhận cái hít thở của nhau. Tụi em phải tin về nhau, đánh giá cao về cái khoảnh khắc này. Cái bài thử thách đương đại năm nay thì nó hy vọng, hạnh phúc, feel good. Vâng, hãy im lặng, nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của nhau và tin nhau. Nặng này nó của mình làm ảnh hưởng lên đó. Bài của anh cái gì anh cũng im lặng hết á, nên em chỉ biết em làm được gì thì em làm. Bạn Thanh Lam cũng bị chấn thương trong khi luyện tập nhưng các bạn vẫn cố gắng để thực hiện những động tác khó. Bây giờ là khó nhất là việc cái đà nhảy lên của em không có thể dùng hết là 200% sức lực mất. Chắc đêm nay vất vả. Âm nhạc bắt đầu.
nén đau để giúp Nga Mi hoàn thành bài thi. Chấn thương của Hữu Hải đã tái phát sau bài diễn. Bạn Thanh Lam đã bị hạ canxi do kiệt sức và Hoàng Tùng đã ở cạnh lắng nghe từng hơi thở của bạn. Quả thật, các bạn không chỉ thương nhau, tin nhau trên sàn diễn mà còn ở ngoài đời thật. Em có cơ hội để cống hiến, để chia sẻ và cho mọi người nhận thức nhiều hơn về hip hop ở trong top 20. Chúc mừng em. Chúc mừng hai em. Ra mắt khán giả, ngoài phần trình diễn chung, Top 20 còn có dịp thể hiện sở trường của họ qua các bài diễn nhóm. Mời quý vị theo dõi lại những khoảnh khắc thăng hoa của họ trong đêm vừa qua.
anh em nhìn Catherine và Robert từ Show You Think You Can Dance Mỹ cũng đem đến một phần trình diễn đầy kỹ thuật và cảm xúc. It makes a difference when you walk through the room. For this beautiful delusion, that is robbing me blind. And I want to trong chương trình tổng hợp, nhìn lại những khoảnh khắc vui nhộn và khó quên của vòng tuyển sinh, vòng bán kết và đêm ra mắt Top 20. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Yomos. Mời quý vị đón xem đêm tranh tài thứ nhất của 20 thí sinh vòng chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ thứ bảy tuần sau.